Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Toàn cảnh bóng đá Việt Nam. Tuần này chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Tiêu điểm, phần trò chuyện của MC Song Hải cùng chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Vinh và chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Sương. Chào mừng quý vị đến với chương trình Tiêu điểm Toàn cảnh bóng đá Việt Nam. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ phân tích về những bước đi của U23 Việt Nam và mời đến trường quay hôm nay là hai vị nguyên là huấn luyện viên nổi tiếng của Việt Nam. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu huấn luyện viên, nguyên huấn luyện viên của đội Đồng Tháp trước đây, anh Đoàn Minh Sương, và nguyên huấn luyện viên đội tuyển thể công, chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Vinh. Thưa anh Đoàn Minh Sương, 4 trận của U23 Việt Nam là 4 hình ảnh, là một bất ngờ đối với người hâm mộ và đặc biệt là một điều gì đó hết sức khó lường. Anh có thể phân tích cho người hâm mộ được biết về hình ảnh của U23 Việt Nam trong 4 trận vừa qua được không? Có thể nói với những gì đội U23 Việt Nam chúng ta thể hiện qua 4 trận đấu vừa qua, thì người hâm mộ chúng ta luôn luôn đặt một cái dấu hỏi là tại sao U23 Việt Nam có 4 bộ mặt khác nhau qua 4 trận đấu như thế? Và nhân sự khác nhau. Để lý giải cái điều này thì tôi nghĩ là chúng ta phải quay trở lại cái quá trình chuẩn bị của U23 Việt Nam. Như chúng ta biết là để chuẩn bị cho cái môn bóng đá SEA Games thì huấn luyện viên Miura đã triệu tập như thế là 30 cầu thủ U23 để chuẩn bị cho cái chiến dịch môn bóng đá tại SEA Games. Tuy nhiên trong quá trình chuẩn bị, quá trình tập huấn và thi đấu tập huấn thì một số vấn đề nó xảy ra, đặc biệt là vấn đề chấn thương của cầu thủ nó xảy ra, do đó nó ảnh hưởng đến cái quá trình chuẩn bị của đội tuyển U23 Việt Nam. Chúng ta chỉ có 3 trận đấu tập huấn trước U23 Hàn Quốc, rồi chúng ta tập huấn đội tuyển Việt Nam và chúng ta tập huấn với U23 Myanmar, và đồng thời cùng lúc đó thì huấn luyện viên Miura lại phải kiêm nhiệm luôn cả đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho cái trận đấu World Cup, vòng loại World Cup với Thái Lan. Và cái quá trình chuẩn bị như thế nó dẫn đến rằng là cái phong độ của các cầu thủ U23 Việt Nam chúng ta trước khi bước vào SEA Games là nó không đồng bộ. Thí dụ như một số cầu thủ, thí dụ như là bị chấn thương trước đó như Huy Hùng, như là Duy Mạnh, như là Thanh Hiền thì cái phong độ chưa tốt. Hoặc là những cầu thủ bị chấn thương ngay trong quá trình tập huấn, thí dụ như là Phi Sơn, như là Mạnh Hùng, thì điều đó nó dẫn đến là buộc huấn luyện viên Miura là phải có một cái sự điều chỉnh về mặt nhân lực trong suốt cái quá trình thi đấu cái môn bóng đá. Và chúng ta cũng phải biết được rằng ở bảng B này thì có 6 đội, và đội để vượt qua vòng đấu loại, đội U23 Việt Nam chúng ta phải thi đấu 5 trận. Tức là với một cái mật độ hết sức là dày, trong vòng là 12 ngày nhưng mà anh phải thi đấu 5 trận đấu. Tức là bình quân chưa tới 3 ngày là anh phải thi đấu 1 trận. Rõ ràng là cái mật độ thi đấu như thế này, nếu mà chúng ta không có một cái lực lượng cầu thủ dày và đồng bộ về chuyên môn thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Chính vì vậy mà chúng ta thấy 4 cái bộ mặt khác nhau của đội U23 Việt Nam qua cái vòng loại môn bóng đá. Ở trận đầu tiên thì chúng ta đá như Brunei thì huấn luyện viên Miura cất 7 cầu thủ chính thức và chỉ sử dụng đội hình dự bị mà thôi. Ở trong đó ưu tiên sử dụng những cầu thủ thời gian qua ít được thi đấu, ví dụ như Huy Hùng, như là Duy Mạnh, như là Thanh Bình. Do vậy mà chúng ta có một cái hiệp 1 tương đối bế tắc trước Brunei. Tuy nhiên sang hiệp 2 khi mà có sự điều chỉnh là Mạc Hồng Quân và Công Phượng vào sân thì cái sức tấn công của đội tuyển Việt Nam nó kết dính hơn và nó hiệu quả hơn, và chúng ta đã có 6 bàn thắng trong trận đá với Brunei. Tiếp theo sau đó là trận đá Malaysia. Tính chất trận đấu này là một tính chất trận đấu có ý nghĩa quyết định, bởi vì ở bảng đấu này U23 Việt Nam chúng ta phải cạnh tranh quyết liệt với U23 Malaysia và U23 Thái Lan. Do vậy tính chất trận đấu như thế thì huấn luyện viên Miura đã đưa ra một đội hình mạnh nhất của đội tuyển Việt Nam, với những cái cầu thủ thường xuyên đá chính, đặc biệt là giữ trên cái nền tảng bộ khung của U23 Việt Nam ở cái vòng loại mà U23 châu Á từ đầu năm chúng ta đã. Và ở trận đấu này bằng một cái lối pháp là hết sức là linh hoạt, và đội U23 Việt Nam chúng ta đã có một trận thắng tưng bừng trước U23 Malaysia. Tuy nhiên qua đến trận đá với U23 Lào thì U23 Việt Nam chúng ta lại thể hiện một cái bộ mặt khác, và cũng với những cái con người khác, thì chúng ta thấy rằng là gần như hiệp 1 U23 Việt Nam chúng ta bế tắc trước cái lối chơi phòng ngự số đông của U23 Lào. Tôi riêng về cá nhân là người làm công tác huấn luyện thì trong một chừng mực nào đó
Mặc dù chúng ta chỉ thắng U23 Lào với tỷ số 1-0 thôi, nhưng mà với góc độ là người từng làm huấn luyện viên thì tôi hết sức là có chia sẻ và cảm thông với huấn luyện viên Miura. Trước hết có thể nói trước trận đấu này chúng ta đã biết là U23 Thái Lan đã thắng U23 Malaysia với tỷ số 1-0. Như vậy chắc chắn rằng là U23 Malaysia đã bị loại khỏi, và chúng ta Việt Nam chúng ta chỉ cần thắng Lào với tỷ số tối thiểu, tức là không cần thắng tỷ số nhiều và cũng có lẽ cũng không cần đá đẹp, thì và chúng ta đã mạnh dạn đưa những cái cầu thủ ít được thi đấu vào sân, ví dụ như tiền đạo chúng ta đưa Thanh Bình, đưa Phi Sơn, đưa Văn Toàn vào, và chính điều đó chúng ta gặp khó khăn. Tuy nhiên và trong cái trận đấu đó thì huấn luyện viên Miura lại sử dụng Công Phượng không chơi ở vai trò hộ công mà anh đá lùi sâu hơn để thử nghiệm trong vai trò một cái tiền vệ kiến thiết. Thì rõ ràng là những cái thử nghiệm này trước một cái đối thủ Lào và chủ động chơi phòng ngự, thì hiệp 1 thì U23 Việt Nam chúng ta gặp rất nhiều khó khăn và thậm chí là tỷ số trận đấu là hòa. Tuy nhiên sang hiệp 2 khi chúng ta đưa Mạc Hùng Quân vào thì cái lối chơi của U23 Việt Nam chúng ta khởi sắc hơn, và bằng một cái pha đột phá của Công Phượng bóng dội ra và Thanh Hiền đã ghi bàn. Mặc dù chúng ta thắng Lào với tỷ số tối thiểu là 1-0 và thậm chí là người hâm mộ chúng ta chưa thực sự hài lòng và chưa thực sự yên tâm với cái cách chơi đội U23 Việt Nam, nhưng mà có thể nói qua 3 trận đấu này thì đội U23 Việt Nam chúng ta đã một chân đặt vào bán kết của cái môn bóng đá SEA Games. Sang trận đá với Đông Timor thì ở trận đấu này thì huấn luyện viên Miura cũng mạnh dạn sử dụng những cầu thủ dự bị và có một số điều chỉnh trong cái cách chơi. Thí dụ như ở hành lang biên phải thì ông đưa Ngọc Thắng đá bám lên trên cao hơn để mở rộng cái hành lang ra cho Quế Ngọc Hải lên tham gia tấn công. Và đồng thời là Đông Timor ở trận đấu này cũng có một cái hạn chế, tức là họ muốn thắng Việt Nam, bởi vì theo cái quy định của điều lệ giải thì nếu ở trận đấu này mà Đông Timor thắng và trận cuối Việt Nam thua Thái Lan và Đông Timor thắng Lào thì Đông Timor sẽ giành chiếc vé thứ hai. Tuy nhiên rõ ràng giữa cái năng lực của cầu thủ Đông Timor với cái ý đồ của ban huấn luyện Đông Timor thì rõ ràng là đội Đông Timor không có đủ khả năng để thực hiện ý đồ này. Mặc dù trước đó là anh có hai trận đá phòng ngự rất hay trước Thái Lan và Malaysia, và trận đấu này thì U23 Việt Nam chúng ta đã giành thắng lợi với tỷ số 1-0. Xét về góc độ hiệu quả mà nói, ở một cái bảng đấu mà bao gồm có U23 Malaysia, U23 Thái Lan và chỉ mới có 4 trận đấu mà U23 Việt Nam chúng ta đã giành được chiếc vé đầu tiên để mà vào vòng bán kết môn bóng đá SEA Games, đó là một cái thắng lợi của U23 Việt Nam. Và thậm chí hiện nay là U23 Việt Nam chúng ta đang tạm thời dẫn trước Malaysia với hiệu số bằng thắng bại để đứng đầu bảng. Tuy nhiên qua những gì U23 Việt Nam thể hiện thì người hâm mộ chúng ta cũng chưa thực sự hài lòng. Bởi vì với những gì thể hiện thì chúng ta thấy rằng cái triết lý của huấn luyện viên Miura là một triết lý bóng đá thực dụng. Ông ưu tiên tuyển chọn những cầu thủ có thể hình, có thể lực tốt, mạnh về tranh chấp tay đôi, có tinh thần nhiệt huyết thi đấu và lối chơi đồng đội. Và những cái gì mà U23 chúng ta thể hiện thì tức là trong cái điều kiện hiện nay thì chúng ta cũng gọi là theo người hâm mộ chúng ta, tức là chúng ta thắng nhưng mà chưa đã, bởi vì chơi chưa đẹp. Nhưng mà suy cho cùng thì chúng ta cũng phải thông cảm cho huấn luyện viên Miura. Trong điều kiện hiện nay bóng đá Việt Nam chúng ta mà muốn yêu cầu vừa chơi đẹp vừa chơi hiệu quả thì cũng hết sức là khó khăn. Và chúng ta hy vọng rằng là qua những gì U23 Việt Nam chúng ta thể hiện, chúng ta đã giải tỏa được tâm lý, thì ở trận đấu tới đá với Thái Lan rồi đã ở bán kết, và thậm chí là U23 Việt Nam chúng ta theo cá nhân tôi đánh giá thì hoàn toàn có thể có mặt ở trận chung kết. Thì với 3 trận đấu còn lại, U23 Việt Nam chúng ta sẽ tiếp tục chơi hiệu quả hơn và đẹp mắt hơn nữa. Trước khi chuyên gia bóng đá Nguyễn Vinh nói thì cho tôi hỏi anh hai câu rất thẳng thắn và anh trả lời ngắn thôi. Tức là thì cái triết lý bóng đá ngày xưa mà anh làm huấn luyện viên của đội Đồng Tháp á có thực dụng không? Tại vì lúc đó tôi thấy đội của anh đá rất là đẹp mà cũng thắng những trận quan trọng nhưng mà đôi khi cũng thua. Thực tế mà nói thì mỗi một cái giai đoạn thì cái xu hướng bóng đá nó khác nhau. Hiện nay đối với bóng đá hiện đại thì người ta đề cao cái vấn đề là đặc biệt là hiện nay cái lối chơi coi như là counter pressing, tức là gây áp lực rất là lớn. Counter pressing. Kể cả khi anh mất bóng thì anh vẫn phải gây áp lực để anh cướp lại bóng. Ngày xưa thì cái lối chơi nó thiên về khu vực hơn và nó mang nặng tính chất về kỹ thuật hơn thì nhìn nó có vẻ đẹp mắt. Tuy nhiên đối với bóng đá hiện đại ngày nay thì người ta đề cao cái tính hiệu quả hơn lên trên hết, và đặc biệt là đối với bóng đá hiện đại ngày nay thì vấn đề thể hình thể lực rất được là quan tâm. Chúng ta thấy các cái đội hình trên thế giới, cái trục dọc của họ thường thường là những cầu thủ cao to, vị trí thủ môn, vị trí trung vệ, vị trí tiền vệ phòng ngự, vị trí tiền đạo. Và thậm chí bây giờ các biên bây giờ cũng cao to, bởi vì bóng đá không chỉ chơi trên mặt đất không mà còn phải chơi trên không nữa.
Chính vì đó mà khi mà huấn luyện viên Miu ra qua Việt Nam thì ông cũng đã biết được những cái hạn chế của bóng đá Việt Nam, là yếu về thể lực, yếu về thể hình, yếu về sức mạnh tranh chấp, nhưng mà có ưu điểm là mạnh về kỹ thuật và chơi thông minh. Và có lẽ là ông cần phải có thời gian hơn nữa để mà có thể là nâng cái chất của bóng đá Việt Nam chúng ta. Rất hay, rất hay. Một cái nhận định rất là sâu sắc. Và thưa quý vị, trước khi chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Vinh tiếp tục thì tôi xin nhắc quý vị một điều là ước mong nhất của chương trình là mang tới cho quý vị những phút giây thoải mái. Cho nên nếu bây giờ quý vị làm một tách cà phê hay một ly bia để thưởng thức chương trình thì phải nói đó là một cái điều mà rất đồng điệu với chúng tôi. Thưa ông Nguyễn Văn Vinh, ông góp ý như thế nào ạ? Anh Sương nói như một nhà báo đầy đủ. Và tôi nghĩ rằng là những cái suy nghĩ của tôi cũng nằm trong cái cách tư duy như vậy. Như ở đây tôi muốn nói như thế này: 2 ngày 1 trận, trong bối cảnh các cầu thủ của chúng ta, như chúng ta đã biết, chấn thương nhiều và kinh nghiệm mức độ. Ở đây có một cái thuận lợi, tức là quá trình tuyển chọn thì lực lượng của 2 đội tuyển quốc gia và U23 đều có thể trao đổi với nhau. Chứng cứ là khi chúng ta bước vào SEA Games thì các cầu thủ đội tuyển đã tập trung ở trong cái đội bóng này phải với một cái quân số 6-7 người. Dạ vâng. Thế thì thứ nhất nó nói lên một cái điều là kinh nghiệm và đồng thời sức trẻ. Mặc dù là các cầu thủ quốc gia của chúng ta thì cũng là trẻ thôi, nhưng mà cái kinh nghiệm trận mạc của họ nó giúp cho củng cố cái sự vững vàng của một đội bóng. Đấy là cái điểm thứ nhất. Những gì anh Sương đã nói dường như là tổng kết, tôi thống nhất hoàn toàn. Như ở đây tôi đưa vào những các cái khía cạnh là trong thực tế. Huấn luyện viên Mura là một huấn luyện viên thực dụng, thể hiện thông qua cách sắp xếp lực lượng từng trận. Làm sao? Thứ nhất, đánh thắng được đối thủ mạnh. Làm sao phù hợp để vẫn thắng các đối thủ yếu, nhưng sắp xếp một cái đội hình phù hợp để đảm bảo những cầu thủ chính, những cầu thủ mạnh nhất ổn định thể lực, sức khỏe để đá những trận cần thiết. Rất hay. Thì đấy là một cái mà tôi cho rằng đấy là chúng ta phải suy nghĩ. Cái điểm thứ hai là đổi vị trí cũng là một cái cách để ổn định lực lượng. Tôi ví dụ Ngọc Hải lúc đá hậu vệ biên, lúc đá trung vệ, phải không ạ? Thế rồi tiền vệ thay đổi, tiền đạo Phượng lùi về. Mặc dù cái hiệp đá lùi về đó là không thành công, nhưng nó thể hiện là một cái cách chơi. Cái thứ hai, đấy thì đấy là cái thứ hai, đổi vị trí. Cái thứ ba, tạo cái cách hoạt động mỗi một vị trí nó khác nhau. Vừa rồi canh có nhắc đến cái trường hợp cái trận cuối cùng mà Hải lên mà lật mấy quả ăn ấy. Không chỉ là cái cậu hậu vệ biên của Zidane Đông Timor là đá thấp, mà luôn luôn bị động bởi tiền đạo góc của chúng ta, tiền vệ bên phải nó cứ bó vào. Ngọc Hải. Nó bó vào và thậm chí nó chạy như là một cái người tiền đạo lùi. Thậm chí là nó chuyển sang cả bên trái và Phi Sơn sang bên này. Nói tóm lại là cái đội bóng này vốn đã thiếu kinh nghiệm rồi, thì riêng cái cầu thủ đó tức là không biết sẽ phải đá như thế nào cả. Bó vào thì nó lật, mà ra thì nó đi. Dạ. 2-3 người nó cứ đánh cái chỗ đó xuống. Thì chính ở chỗ này tạo ra cho Ngọc Hải một cái khoảng trống một cách quá dễ dàng để đi xuống. Mà nhất là cầu thủ này như chúng ta biết là đá được rất nhiều vị trí ở dưới hàng phòng thủ và có kỹ thuật. Thì 3 cái quả mà anh ta 2 quả truyền và 1 quả ăn thì là nó chứng minh cho cái động tác đó. Cái thứ ba nữa là thế này, cái đối phó của Đông Timor là rất thiếu kinh nghiệm chỗ đó. Dạ vâng. Đấy, thì ai sẽ thế chỗ đó thì không có. Đấy, hoặc là cách chơi của cái cầu thủ đó đừng bó, đừng hút đi theo nó làm cái gì. Dạ vâng. Thì ở đây để thấy rằng này, cái điều mà anh Sương anh nói là nó thực dụng ấy, là chính là một cái hình ảnh đó. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai tôi cho là thế này: rút kinh nghiệm nhanh. Bởi vì lúc nãy tôi nói 2 cái đội bóng của mình nó có một cái quan hệ rất khăng khít với nhau như thế. Thì tôi cho này, thất bại của trận đội tuyển quốc gia trước Thái Lan là một bài học rất lớn để chơi trận mã. Nếu chúng ta nói cái trận Thái Lan, ai đó nói rằng ấy là phòng thủ phản công là không đúng.
Mà cái trận đó là chúng ta phòng thủ, gọi là cái gì đấy? Tự thủ. Bởi vì chúng ta hãy nhìn lại, tôi đã nói cái điều này một lần rồi, bây giờ tôi vẫn nhắc lại thế này. Anh sắp xếp một cái lực lượng nào, những con người cụ thể nào là thể hiện quan điểm chiến thuật? Ở hàng tiền vệ ở đấy, tức là phải có những cái người làm cái công việc phản công, tức là người tổ chức, là những cái người rất tinh tế, kỹ thuật cao, tầm suy nghĩ lớn. Cả cái hàng tiền vệ đó của chúng ta là những người phòng thủ. Thế lấy đâu ra phản công? Thế thì ở trận này đã với lại Mã đấy khắc phục được điều này. Đấy, chứ không hẳn đã là Mã là hoàn toàn yếu hơn đối với Thái Lan đâu. Thế thì ở chỗ này á, tôi cho là đây là một cái tính toán sửa chữa có tính logic cao. Chính vì lẽ đó, khi chúng ta đá với Mã, khi chúng ta bị tấn công, chúng ta vẫn tỉnh táo. Bởi có người tổ chức. Và khi chúng ta tấn công thì rất rõ nét. Thì ở đây tôi đánh giá những các cái trận đấu, xét cho cùng 4 cái trận vừa qua, chỉ có trận Mã là trận mà chúng ta phải quan tâm nhất. Các bạn, thì chúng ta đã giải quyết được vấn đề này. Dạ vâng. Đấy. Và Mã không tạo được ra những các cái hình ảnh mà làm cho chúng ta là phải rất là khó chịu. Thế dạ vâng. Đây là một cái, tôi cho đây là một cái mà hết sức quan trọng. Đấy. Thế còn đến cái trận như là Đông Timor hay là gì đó thì tôi phải nói thật, Brunei, Đông Timor, rồi Lào. Nói đến trận Lào thì đúng rồi, báo chí của chúng ta thì cũng có nhắc đến cái đó là thắng nhưng chưa vui. Thế nhưng mà thực tế mà nói, các huấn luyện viên một loạt các trận đấu đòi hỏi là tất cả các trận phải vui, thì điều đó nó cũng khó đối với từng huấn luyện viên sắp xếp như thế nào đó. Và nó còn tùy thuộc là cái phong độ của những cái cầu thủ đó, và không phải lúc nào cũng thay được. Và phải là tại sao tôi nói cái câu là không phải lúc nào cũng thay được? Với 20 cầu thủ chỉ còn có mỗi thủ môn dự bị là không vào. Đúng không ạ? Thực tế thì cái điều này nó cũng thể hiện, tức là mặc dù đó là sự linh hoạt của huấn luyện viên Miura, nhưng nó cũng bộc lộ một mặt khác nếu mà chúng ta nhìn sâu hơn, đó cũng đang là những cái hạn chế hiện nay của các cầu thủ. Dạ vâng. Của các cầu thủ mình. Tại sao anh phải đổi cầu thủ? Bởi vì hiện nay là một số cầu thủ giữ vị trí đó đang bị chấn thương. Tôi nói ví dụ hành lang biên bên trái, trận vừa rồi chúng ta phải sử dụng Đức Huy ra. Và giờ chót chúng ta mới đưa Mạnh Hùng vào. Tức là Mạnh Hùng mới hồi phục chấn thương. Trong khi đó Minh Tùng đang bị chấn thương. Thì rõ ràng là trước trận đá Thái Lan là cái hậu vệ biên bên trái Việt Nam sẽ là một dấu hỏi và cũng sẽ là một mắt xích yếu của đội U23 Việt Nam. Rồi tại sao chúng ta phải sử dụng Huy Hùng với Duy Mạnh đá? Bởi vì trước đó là Huy Hùng với Duy Mạnh bị chấn thương, và cái chỗ yếu của đội tuyển U23 Việt Nam hiện nay là cặp tiền vệ trung tâm. Thậm chí rằng huấn luyện viên Miura phải sử dụng cả Hữu Dũng cơ. Và đôi khi là trong quá trình chuẩn bị sử dụng cả Thanh Hiền. Thì rõ ràng thời gian qua phải để Huy Hùng và Duy Mạnh chơi là để đảm bảo là tới những trận đấu then chốt Huy Hùng và Duy Mạnh sẽ đạt được cái phong độ tốt nhất. Đấy. Rồi tại sao phải dưỡng sức Mạc Hồng Quân với Công Phượng? Bởi suy cho cùng thì Thanh Bình và Văn Toàn còn hạn chế, buộc phải dưỡng sức Mạc Hồng Quân và Công Phượng, và chỉ dùng sức đúng lúc. Thí dụ như trận đá với Mã thì bung ra đá, còn lại trận đấu còn lại phải dưỡng để mà chuẩn bị cho những trận đấu tới. Thì đó cũng sẽ là những cái hạn chế của Việt Nam, chứ không phải là... Tức là hai mặt của vấn đề. Tôi xin lỗi, hai mặt của vấn đề, đặc điểm là cái sự thay đổi để giữ sức. Nhưng mặt khác, tức là thế này, các cầu thủ của chúng ta trong quá trình tập luyện có một đặc điểm ở cái huấn luyện viên này là rất nhiều cầu thủ chấn thương. Từ cái chuẩn bị đá với trận nào đó mà chúng ta đã bị chấn thương khá nhiều. Đá Myanmar. Myanmar, rồi Triều Tiên. Dạ rồi. Thế nhưng mà cái điều đó nó đã kéo theo cả cho đến bây giờ, vẫn còn có một số các cầu thủ chưa được nhưng mà chưa hết. Thế thành thử nó dẫn đến cái tình hình là phải theo cách nói Việt Nam, tức là liệu cơm gắp mắm. Dạ vâng. Thì đây cũng là một cái bài học. Thưa hai huấn luyện viên, cho tôi được hỏi ông một câu như thế này. Bởi vì sao? Thực ra là khi mà cổ động viên chúng tôi á, mà sau một cái trận đấu thì có lẽ cái thú vui nhất đó là đọc báo. Nhưng mà chúng tôi thấy có một cái điều rất là lạ, đôi khi là có những cái trận thua là báo chí là đua nhau là chê, mà chúng tôi không thấy có cái chê, có cái cơ sở hay một cái lý do để chê. Mà cũng có những cái trận thắng thì báo chí lại khen,
và đua nhau khen, mà chúng tôi không thấy có một cái cơ sở nào để mà khen. Cho nên chính vì vậy là trong cái chương trình này chúng tôi chỉ muốn hỏi ông những vấn đề hết sức cụ thể, nhưng mà nó gõ đúng cái mong muốn của cổ động viên. Xin hai ông phân tích thử xem là ông Miura của mình với ông Kiatisak của Thái Lan, thế ông nào quái hơn? Nói về vấn đề này thì tôi nghĩ rằng mỗi một huấn luyện viên thì đều có cái triết lý và cái quan điểm của mình. Và chắc chắn rằng đã làm nghề huấn luyện viên thì huấn luyện viên nào thì cũng quái. Ở thủ đoạn, phải có thủ đoạn. Phải có thủ đoạn. Tôi có thể tôi nói như thế này nhưng mà tôi sẽ đá khác. Đúng không? Thái Lan nói là họ trận đấu này họ sẽ quyết thắng Việt Nam để mà đứng đầu bảng. Đứng đầu bảng dám gặp Singapore hay không? Thì đó là cái cách nói của huấn luyện viên. Hoặc là ông Miura trước trận đá với Mã Lai thì ông nói là ông nhắm đến ngôi thứ nhì. Nhưng mà sau khi rồi thắng Malaysia rồi, Việt Nam thì phải đá nhất bảng. Thì vấn đề ở đây thì tôi nghĩ rằng là đó là tùy từng thời lúc và cái nghề huấn luyện viên buộc huấn luyện viên người ta phải phát biểu như thế. Có thể là nó không đúng với thực tại đâu, nhưng mà nó sẽ giải quyết được nhiều vấn đề. Thậm chí có những cái phát biểu huấn luyện viên, tức là anh phải đứng ra anh chịu áp lực cho cầu thủ, không để cầu thủ bị áp lực. Tôi nói như thế là tất cả mọi áp lực nó sẽ dồn vào tôi. Hoặc là cái nghề huấn luyện viên chúng ta cũng phải thông cảm cho huấn luyện viên. Ví dụ như sau trận đấu mà Việt Nam chúng ta ở vòng loại World Cup á, thì đội tuyển Việt Nam chúng ta thua Thái Lan, mặc dù chúng ta chỉ thua 1-0 thôi, nhưng mà tại sao huấn luyện viên Miura và đội tuyển Việt Nam là bị phê bình nhiều như vậy? Bởi vì chúng ta chơi một cái cách chơi mà làm cho người hâm mộ người ta cảm thấy người ta tự ái. Thái Lan có gì đâu mà còn phải chơi phòng ngự tiêu cực như thế. Nhưng mà dĩ nhiên ở góc độ một chừng mực nào đó thì chúng ta cũng phải thông cảm cho huấn luyện viên Miura là thời điểm đó ông không có trong tay những cầu thủ giỏi nhất bóng đá Việt Nam. Dạ vâng. Đặc biệt là những cầu thủ giỏi về tấn công. Dạ vâng. Thí dụ như ông không có Minh Tuấn, ông không có Văn Quyết, ông không có Thành Lương. Đúng không? Thậm chí là Hoàng Thịnh, cặp tiền vệ trung tâm của đội tuyển Việt Nam hồi thời kỳ mà AFF Cup là Hoàng Thịnh và Huy Hùng là bị chấn thương không thi đấu. Buộc ông phải sử dụng Minh Châu và Khánh Lâm để chơi một lối chơi phòng ngự. Nó mang tính chất gọi là tiêu cực. Tiêu cực. Hoặc là có thể là ông bị tâm lý, trước đó là Thái Lan đã tập huấn với Bắc Triều Tiên đã hay quá, do đó ông sợ, do đó ông buộc phải chơi phòng ngự tiêu cực cái đó và mang cái tư tưởng là hòa để kiếm một điểm. Thì trong cái nghề huấn luyện viên đôi lúc thì chúng ta cũng phải thông cảm cho huấn luyện viên. Còn tôi nghĩ rằng là ở cái trận chiến này cho tới thời điểm này, mặc dù gọi là đưa lên bàn cân, chúng ta cũng có một số cái ít hạn chế so với U23 Thái Lan. Nhưng mà cho tới thời điểm này tôi nghĩ rằng ở một cái trận đấu cụ thể và tới một giai đoạn mà chúng ta đang đạt được phong độ cao và có sự hưng phấn về tâm lý, thì U23 Việt Nam chúng ta hoàn toàn có thể đánh bại U23 Thái Lan ở một trận đấu cụ thể. Có thể trận đấu tới nó là một trận đấu cuối mà hai đội cần phải để bảo toàn lực lượng. Bởi vì theo tôi biết thì hiện nay là U23 Việt Nam chúng ta có 7 cầu thủ bị thẻ vàng. Mà nếu mà ở trận đá Thái Lan tới mà chúng ta sử dụng lực lượng không đúng và chúng ta đặt mục tiêu tiếp cận trận đấu không đúng thì chúng ta có khả năng chúng ta bị mất luôn ở trận bán kết. Do đó tôi nghĩ rằng là trận đấu đá tới Thái Lan là để biết người biết ta thôi. Và thậm chí tôi nghĩ rằng Thái Lan họ cũng đá, nói chung là hai đội đều đá hết, nhưng mà sẽ cùng một cái tư tưởng là gì? Thắng được thì thắng, không thắng được thì hòa, và bảo tồn lực lượng để mà chuẩn bị cho các trận bán kết và chung kết. Và tôi nghĩ rằng là với cái phong độ hiện nay thì có lẽ U23 Việt Nam chúng ta cũng không cần chọn đối thủ, bởi vì qua những gì thể hiện ở bảng A thì U23 Singapore và U23 Myanmar thì theo tôi đánh giá là vẫn dưới U23 Thái Lan và U23, cái tầm vẫn dưới U23 Việt Nam và U23 Thái Lan. Và tôi tin rằng là U23 Việt Nam sẽ có mặt ở trận chung kết với U23 Thái Lan. Thưa chuyên gia bóng đá Nguyễn Hồng Vinh, tôi thấy rằng những cái phân tích vừa rồi của huấn luyện viên Đoàn Minh Sương phải nói là rất là sâu sắc. Tức là chúng ta không được quyền chọn đối thủ ở trận bán kết vì là họ đá sau chúng ta. Nhưng mà Myanmar và Singapore đều dưới tầm hơn chúng ta một chút. Thưa quý vị, là chúng ta lưu ý rằng nếu chúng ta đụng Singapore đó thì chúng ta sẽ thi đấu vào lúc 19:30. Còn nếu chúng ta đụng cái đội còn lại, tức là Myanmar hoặc Indonesia, thì chúng ta sẽ thi đấu vào lúc 2:00 chiều nha các bạn. Cho nên nếu sáng thứ bảy mà các bạn bay sang Singapore bằng chuyến bay sớm nhất thì các bạn tới sân bay là 12:00, thì ngay lập tức các bạn phải đi thẳng ra sân vận động, các bạn mới kịp xem trận bán kết. Thưa chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Vinh, có lẽ là điều mà người hâm mộ quan tâm nhất đó là gì? Nếu như qua vòng đấu bảng mà chúng ta chỉ có một thẻ vàng mỗi cầu thủ thì thẻ vàng đó sẽ được bỏ đi. Nhưng nếu chúng ta bị hai thẻ vàng thì trận bán kết chúng ta ngồi ngoài. Cho nên là chúng tôi chỉ mong là các cầu thủ của chúng ta là bảo toàn được lực lượng. Và một trong những cái điều mà hết sức quan trọng mà trong cái trận
với Thái Lan và trận bán kết, mà tôi muốn nói với tất cả các cổ động viên đó là gì? Là trong trận đá với Thái Lan thì tất cả vé cho các cổ động viên Việt Nam 1.000 vé đã được bán sạch. Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng như ban tổ chức SEA Games đề nghị với lại ban tổ chức SEA Games bán mở rộng ra sang phần của cổ động viên Thái, nhưng mà đã bị ban tổ chức SEA Games từ chối vì lý do an ninh. Vì lý do an ninh cho nên rất nhiều các cổ động viên bóng đá Việt Nam sẽ không được vào sân, nhưng nếu họ không mặc áo đỏ và họ âm thầm sang mua vé của cổ động viên Thái thì rất có thể họ vẫn được vào sân. Tuy nhiên đó là vấn đề an ninh thì ban tổ chức SEA Games cũng không muốn, đặc biệt là trận bán kết và chung kết chúng ta thi đấu trên sân 65.000 chỗ, cho nên việc dành 5-10.000 chỗ cho cổ động viên Việt Nam là đều hoàn toàn có thể được. Và rõ ràng là với những cái hình ảnh đẹp trước đây của các cổ động viên Việt Nam ở Sa Lam, nếu kỳ này chúng ta lặp lại tại sân vận động quốc gia Singapore thì phải nói đây là một cái lợi thế rất đáng kể cho đội U23 Việt Nam. Thưa anh, xin hai vị là cho một cái nhận định rất ngắn gọn cuối cùng. Kỳ này anh có nghĩ Việt Nam đạt được ngôi vị cao nhất hay không? Tôi nghĩ rằng là cái trận chung kết là hết sức quan trọng. Nhưng mà một cái hạn chế của bóng đá Việt Nam của chúng ta tức là cái sự ổn định không cao. Nhưng mà tôi tin rằng là cái trận đấu, tôi nghĩ rằng là U23 Việt Nam sẽ có mặt ở trận chung kết với Thái Lan. Và đến thời điểm đó thì chúng ta sẽ nhận định sau. Mới nói tính sau. Tính sau. Chứ còn bây giờ nói thì nó hơi sớm quá. Hơi sớm phải nói, tại vì tới trận đó mình mất người rồi sao? Dạ vâng, dạ vâng. Thì mình không nói được, mà tôi nghĩ rằng là cái trận sắp tới đá Thái Lan là tôi nghiêng về một khả năng hòa nhiều hơn. Và chúng ta sẽ thắng dù đối thủ mình là Myanmar hoặc là Singapore hoặc là Indo, thì chúng ta cũng sẽ thắng ở trận bán kết và chúng ta sẽ có mặt ở trận chung kết. Thưa ông, tôi cũng nghĩ là chúng ta sẽ chọn cái phương án đó. Vì thế này này, nếu mà hòa đó tức là chúng ta vào. Hả? Dạ. Hòa là chúng ta vào. Dạ. Thành thử là chúng ta được hai cửa chứ không phải chỉ có một cửa. Thua cũng vào. Thua cũng vào. Tức là thế nào cũng được. Thế nhưng mà thế này, dĩ nhiên là không để xảy ra tình trạng thứ nhất mất quân, thứ hai tức là giảm ý chí chiến đấu. Đấy, thì tôi cho tính chất của trận đấu này nó là như thế. Chính vì vậy cái khái niệm về thắng thua ở trận đấu này theo tôi không phải là độ với cái nhiệt độ 100%. Cảm ơn hai vị. Thưa quý vị, nếu như mà các bạn là một người mà theo dõi bóng đá Việt Nam, đặc biệt là bóng đá trẻ Việt Nam là giải U21 quốc tế báo Thanh Niên, các bạn đã từng nắm trong tay đội hình của đội Singapore, của đội Myanmar và đặc biệt là của đội chủ nhà Singapore cũng như là đội Thái Lan, thì các bạn thấy rằng là chúng ta hoàn toàn có cơ sở để tin rằng là nếu may mắn, nếu chúng ta bảo toàn được lực lượng thì kỳ này có khả năng chúng ta bước lên ngôi vị cao nhất sau 66 năm đợi chờ. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình này. Phần thưởng tốt nhất dành cho chương trình là quý vị hãy giới thiệu với bạn bè và người thân để cùng xem. Quý vị có thể xem lại tất cả những chương trình tiêu điểm trước đây trên trang web tiêu điểm bóng đá.vn. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn anh Đoàn Minh Sương. Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Vinh. DP Consulting là nhà tư vấn máy phát điện chuyên nghiệp với các thương hiệu đẳng cấp. Chúng tôi hân hạnh được phục vụ quý khách hàng đẳng cấp. Đi cùng dịch vụ hậu mãi, chăm sóc khách hàng và bảo trì đẳng cấp. Chúng tôi sử dụng những dịch vụ vận chuyển lắp đặt đẳng cấp. Với những tiện ích đẳng cấp như thế thì giá thành chúng tôi sẽ đẳng cấp. Không, chỉ hợp lý thôi. DP Consulting.